truyền tích thứ 88, chuỗi hạt mân côi với bảy sự thương khó Đức Mẹ. Đứng dưới chân thánh giá là nơi Đức Chúa Giêsu, con Mẹ, đang bị treo, chết dần. Đức Mẹ đã chết lặng vì sự đau đớn, như lời tiên tri Simeon: một lưỡi gươm sắc sẽ đâm thâu lòng bà. Bất lực, Đức Mẹ nhìn thấy con mình đang chết, bị bỏ rơi và trút hơi thở cuối cùng. Sự đau khổ của một người mẹ nhìn thấy con chết nhục nhã đã được Chúa tưởng thưởng cho Đức Maria, cành là tử đạo mà không phải qua sự chết. Cuộc đời Đức Mẹ là cả những chuỗi ngày đau khổ liên tiếp, từ khi sinh ra cho đến khi qua đời. Sinh ra trong một gia đình nghèo, 3 tuổi đã dâng mình cho Chúa trong đền thờ, kết bạn với một thanh niên nghèo khổ, làm nghề thợ mộc, sinh con trong cảnh nghèo hèn túng thiếu, không nhà không cửa, phải trú ngụ trong hang bò lừa. Rồi sợ hãi, hối hả đem con đi trốn sang Ai Cập, thân gái dậm trường, không tiền bạc, không lương thực, phải sống nhờ vả vào sự giúp đỡ của người khác. Đem con về, phải trú ngụ trong căn nhà nhỏ bé tại Nazareth, bữa rau bữa cháo, nuôi con cho đến ngày khôn lớn. Thấy con từ biệt ra đi, bị bắt bớ, bị án tử hình, treo cho đến chết trên thập giá. Trước sự chứng kiến đầy nước mắt của Đức Mẹ, nhìn thấy tháo xác con, ẵm xác con vào lòng mà khóc, chẳng nề gai nhọn, máu me chảy xuống đầm đìa, và cùng các môn đệ đem xác con đi chôn trong một mộ đá của người khác. Tóm tắt cuộc đời Đức Mẹ là cả trăm ngàn nỗi đau khổ, không phải chỉ có bảy sự thương khó mà thôi. Hội Thánh đặt ra bảy sự thương khó Đức Mẹ là để nhắc nhở cho chúng ta bảy giai đoạn đau khổ của Đức Mẹ nổi bật nhất. Bảy giai đoạn đau khổ này góp phần đặc biệt vào công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu. Vậy khi ta suy ngẫm 14 chặng đường thánh giá, thì đồng thời chúng ta cũng suy ngẫm 7 sự đau đớn của Đức Mẹ. Nhưng nếu muốn suy niệm cho sốt sắng và học hỏi các nhân đức của Đức Mẹ, nhất là các nhân đức vâng lời, chịu lụy, nhịn nhục, vâng theo thánh ý Chúa, sẵn sàng chịu mọi đau khổ Chúa gửi đến, thì cần phải thấu hiểu tường tận 7 sự thương khó ấy. Thương khó 1: Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, mà tiên tri Simeon nói: con trẻ này sẽ trở nên bia bắn, nhiều người vấp phạm, nhưng cũng nhiều người được cứu rỗi. Một mũi gươm nhọn sẽ đâm thấu lòng bà. Thương khó 2: vua Herod tìm giết con trẻ. Giuse và mẹ đem con đi trốn sang Ai Cập. Thương khó 3: năm Chúa Giêsu lên 12 tuổi, bị lạc trong đền thờ, làm cho cha mẹ phải đau khổ thương nhớ trong suốt 3 ngày. Thương khó 4: Đức Mẹ thấy con yêu quý bị án tử, phải vác khổ giá đến pháp trường. Thương khó 5: thấy Đức Chúa Giêsu con Mẹ đang hấp hối trên thập giá, phán ra 7 lời quan trọng như từ giã Đức Mẹ mà trút hơi thở cuối cùng. Thương khó 6: Đức Mẹ chờ tháo xác con để được ôm xác con vào lòng. Đức Mẹ giơ tay lên đỡ lấy xác con mà khóc, còn gì đau đớn cho bằng. Thương khó 7: Đức Mẹ cùng các môn đệ đem xác con mà táng trong mồ. Khi thấy mồ đá được lấp kín bằng một tảng đá lớn, từ nay chẳng còn thấy con nữa. Vậy khi ta lần chuỗi mân côi, ta suy ngẫm 20 màu nhiệm thân côi kết hợp với 7 sự thương khó Đức Mẹ. Trong đó có các sự thương khó thứ nhất, thứ ba, thứ tư, thứ năm, tương đương với các mùa ngắm vui. Thứ tư là Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Thứ năm, Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Với các ngắm mùa thương, thứ tư, Đức Chúa Giêsu vác thánh giá. Thứ năm, Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá. Lần chuỗi mân côi còn là suy ngẫm 7 sự thương khó của Đức Mẹ và suy ra rộng ra.
còn là suy ngẫm 14 chặng đường thương khó Đức Chúa Giêsu nữa. Lời bàn: Kinh bảy sự thương khó Đức Mẹ, ngày xưa còn gọi là lần hạt bảy sự thương khó Đức Mẹ, cũng là lần hạt mân côi, nhưng thay ví ngắm các sự vui, thương, mừng thì ngắm bảy giai đoạn của sự đau đớn Đức Mẹ. Có một bức tranh vẽ trái tim Đức Mẹ có bảy mũi dao đâm thấu trái tim. Chàng thanh niên sau khi phạm tội vào viếng ảnh trái tim Mẹ, chàng thấy mọi khi có bảy lưỡi dao, nhưng sao hôm nay lại thấy tám lưỡi dao? Chàng nghĩ ngay ra tại mình đã phạm tội, làm cho Đức Mẹ phải đau khổ thêm như một mũi dao khác nữa. Sau đó chàng hối hận đi xưng tội. Khi trở lại, chàng thấy trái tim Đức Mẹ chỉ còn lại có bảy mũi dao như trước khi ta phạm tội, là làm cho trái tim Mẹ đau khổ thêm. Vậy phải gấp rút ăn năn hối cải để đền tạ trái tim Mẹ. Tạ ơn Chúa.